Rồi, em xin chào anh Đông. Dạ, em chào anh Thắng. À, con xin chào toàn thể quý cô chú anh chị mình trên kênh. Hôm nay con cũng cảm ơn quý cô chú anh chị mình những ngày vừa qua đã ủng hộ cho con. Thì để sự tin tưởng đó thì con cũng về thêm được một số cây mai tàn để cho quý cô chú mình chơi Tết nữa. Dạ. Thì quý cô chú mình nếu xem trên kênh mà thấy cây ưng ý thì ủng hộ dùm con. Một này cao thì chiều cao một cây 2m rưỡi. Dạ, còn ngang đó anh. Còn ngang 3m. Rồi, ngang 3m. Một cốt nạt lên em ơi. Ủa, bắt đầu nó xoay tàn vậy nè. Tàn thì tròn quay luôn. Cây này quá trời nút luôn. Cái sông vô này xuống lá hả anh Đông? Dạ xuống lá. Ừ, dạ. Tại vì giờ mình xuống lá thì sẽ kịp Tết. Rồi anh em coi nút thì, rồi. Bông chủ nhà cung cấp là nút lớn và bông chùm, hơn nữa là bông lớn mà bằng hệ. Dạ, là khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Đông? Dạ thì thôi bây giờ cái này cái nhà chủ nhà nói thì mình cũng không có nghe, nhưng bây giờ mình bảo đảm cho khách hàng từ 5 cánh rồi 7 cánh thôi. Dạ. Còn hơn nữa thì nó đẹp hơn nữa. Dạ, nút anh em coi nút rồi. Thì nó là bông chùm cực kỳ là nút. Đúng rồi, vàng nút cực kỳ luôn nè. Cái này đảm bảo anh em lái lái xuống cái cây này nó vàng ra là bông mà nó bung cái đặt cây luôn nè. Cây này thì chủ nhà nó khung cây á, nó mọc từ trong thân mọc ra bông. Dạ. Nút đây. Nó dày dày nè. Cái này xong vô là anh xuống lá nha nè. Đang kịp Tết nha. Đây bầu tàn nè, tròn quay hết làm như cái dù vậy nè. Tròn che hết. Này về mình lên cái bồn cao cao một chút đẹp. Dạ. Ở đây anh có lại một số lá này nè. Nè. Đây. Mai Tết. Cây đẹp giá rẻ cho anh em chơi. Rồi, cái nồi đế đây anh em ơi. Rồi mình đo cái hoành luôn ông ơi. Có mấy cái xù lu nè. Nụ ha. Lu lên này. Nè. Nó cục lu nè. Tự lên nha. Nó lên đó. Còn mấy cái cành nhánh thì nó ra nó đâm ra nút nụ nhiều nè, nè. Dọc theo cây luôn. Đó, cao rồi ok anh Đông ơi. 58 hoành nè. 58 hoành trên dạ. Cao nha nè. Dưới cục lô á. Dạ. Rồi đó, ok. Sát của đế là 62 gần 63 đó nha. 63 là ngay dây đế. Ngay dây đế luôn. Mình đo trên cao luôn ngay cái nách này luôn nhiêu anh. Nói chung là vừa chạm vai đế. Cái này nâng nha nè. Nâng lắm, thân nâng. Đây là 52. 52. Đế đều hết nha anh em. Nó chạc ra nở ra, nó bò hết. Cái bầu này bứng mấy mét anh Đông? Bầu này cũng 10 mét, mét mốt. Dạ. Để anh bứng lấy hết đế luôn, hết bầu luôn nha nè. Nè, nó ra. Đây là đế ăn xuống. Rồi. Đúng bao quanh này mình không thể cắt cắt đế đâu. Dạ. Chỉ kim kim nhỏ nhỏ bằng cái đũa thôi, còn rồi, chạc ra hết nè. Nè anh về anh chưa có làm đế hết đâu anh em ơi. Làm sơ sơ mặt trên cho anh em nắp khoảng 60-70% cái cây. Vậy anh em làm thêm nha. Phần mai Tết cô không có làm đế giữ nữa nè. Rồi cái mã số 1 thì giao lưu giá nhiêu vậy anh Đông? Cái số 1 mình giao lưu với quý cô chú chị mình giá là 28 triệu. Mình bao ship là 200 km. Rồi, có 28 triệu nha nè. Giá trên khách hàng cuối năm mà. Rồi khách hàng mình tiếp cận nhưng năm nay kinh tế cũng khó khăn. Dạ. Thôi thì mình mua được vé thì mình cũng xin lại cho quý cô chú mình rẻ. Lời chút xíu thôi, kiếm thường đi ăn Tết. Rồi, ok anh Đông ơi. Hợp tình hợp lý anh em ơi. Có 28 triệu nha. Hỗ trợ xếp cho anh em 200 km nha. Cây này anh em đảm bảo anh em chơi Tết bông là chất lượng vậy nè. Quá trời dần nút luôn. Đế đẹp. Tàn tròn. Rồi hợp nhãn liên hệ anh Đông anh em ơi. Để anh xếp tới nhà cho anh em nha. 200 km. Rồi tiếp theo anh em ơi. Mã số 2 anh em. Đây từ xa anh em. Bộ xương là không có đường chê anh em ơi. Quá đẹp luôn. Hoàn hảo. Làm như bức tranh vậy anh em. Nó tròn quay à. Cái này chỉnh sửa từ nhỏ nên rất là đẹp nha. Giờ này về chơi thôi anh em ơi. Cái này anh đem về cái tàn lớn quá anh lãi được mới nha. Còn mới bên kia lá chưa lãi nha. Nút nụ thì đặt cây hết. Cái mã số 2 này cao khoảng nhiêu anh Đông? Cao của cây thì 3.5-4m á. Đó, ăn ít lượng á. Rồi còn ngang anh Đông? Ngang thì trên 4m á. Rồi. Cao tầm 4m anh em ơi. Ngang 4m luôn nha. Có hơn nữa nha. Rồi quay dàn nút cho anh em xem nè. Cái này nó xuống được mới rồi. Ngay Tết luôn nha nè. Nút nó vậy nè. Mấy cành nó ra là không hở luôn nè. Đang đặt cũng dài vậy nè. Làm như cái lục bình vậy đó. Cái chùm đó. Điều hết luôn. Cái chùm đó chủ nhà cung cấp đó là nói là mỗi một năm đó, khi mà nó ra giống như đuôi con trồn vậy đó. Nó kéo dài nên ra nó mướt dài dài. Nhưng mà mình về nó, do là năm nay là người ta nạp chơi Tết mà người ta cứ phải cắt bông nhiều quá người ta cực đó. Hôm nay người ta không làm bông thì người ta để là đến lúc bây giờ là bông nó hơi nhỏ này.
em phải xuống cho nó sớm chút xíu để mình kịp cái Tết. Dạ. Cái này một cút nạt lên em, lên tập khoảng vài tấc nha, bắt đầu nó xoay tàn, nó ra ba thân anh em. Ba thân đều luôn. Ba thân nó đều gan luôn nha. Phúc lộc thọ luôn em ơi. Này, tàn chi quay từ cho anh em xem cây này. Cây này đẹp mà giá nó hợp lý lắm nè. Anh em nào thích cây mai tàn đẹp mà tàn lớn đó, bông đẹp thì mình chọn cái này nè. Giá dễ chơi mà được cây đẹp anh em ơi. Phơm tàn lớn. Rồi trên cao đó có cái tổ chim luôn. Anh Đông cũng chưa có lấy, chưa có lặt xuống anh em. Để luôn hả anh Đông? Để luôn á. Dạ. Rồi đất lành chim đậu luôn, để luôn cho anh em luôn. Khi nào anh em đem cây về để cái đó luôn. Không lãi chụp nó xuống nha nè. Rồi mình đo cái hoành có khoảng nhiêu anh Đông? Dạ. Ba thân lên song song bằng nhau nha anh em. Đều nha. 47 nha anh. Rồi 47 hoành trên cao hả anh? Cái này anh về anh chưa làm đế luôn nha nè. Bầu đúng một mét đúng anh. Rồi 1 mét đúng luôn. Có mặt trên vậy nè mình. Biết sao không? Trên này là cái mặt rễ cám này là quá nhiều. Đó, rồi bắt đầu là cái cây này thì cái tàn nó là quá lớn. Dạ. Rồi thế thì bây giờ mình, nếu mà giờ mình khui đế thì sợ cái cây nó hơi yếu á. Mình giữ lại cái đế luôn để cho cái rễ cám này nó hút nước, nó cung cấp nước nè. Rồi. Nó bông tết nè, mới được mà. Dạ. Mặt đây lên cho anh em xem. Rồi mình cho khán giả cái mức giá cái này luôn anh Đông. Cái này thì giá hơn giá là 27 triệu. Nhưng ba ship là 200 km. Mình chơi test luôn. Rồi có 27 triệu nha anh em. Sử một cây mai tàn lớn anh em ơi. Siêu bông. Có tổ chim nha. Đất lành chim đậu. Cây thì ba thân phúc lục thọ anh em ơi. Một cốt nạt lên ba nhánh. Phong thủy. Cộng thêm tổ chim nữa. Rồi xem hộp nhãn liên hệ anh Đông nha anh em, 27 triệu. Rồi tiếp theo anh em ơi, từ số 3 đến số 7, số 8 anh em ơi, là một lô nha anh em. Ở đây anh bán lô thường chậu nè, trong vườn đó nè, mai Tết nha. Đây, giá cực kỳ rẻ anh em ơi, cho anh em đón xuân nha. Thuần rồi, mai thuần rồi anh em chơi là anh em yên tâm. Toàn bộ là một cốt hết nha. Cây số 3 này nó cao khoảng nhiêu anh Đông? Cái số 3 là cao 2,5 mét anh. Rồi còn ngang anh Đông? Ngang thì 2 mét hơn. Rồi, mặt bông sao anh Đông? Mặt bông thì dàn một lô này thì bông toàn là bông đẹp hết, bông từ 5 tới 9 cánh. Rồi, 5 đến 9 nha anh em. Bông thơm. Nút nè. Đặt cây hết nha. Một cốt lát lượng đó mình đo hoành có khoảng nhiêu đông. Cái lô thuần này là thì chiều cao tới ngang bằng nhau hết nha anh em. Có đế đẹp hết. Đế đẹp hết, trồng lấp sư rửa lên đó. Rồi, đẹp xương tàn đẹp hết nha. Một cốt 32 hoành. Rồi, 32 hoành nha anh em. 33 tính 32 đó. 33 tính 32 mình đo cái củ nó coi nhiêu đông. Cái này anh thuần lâu rồi anh em ơi. Về là chơi thôi. Ngay vai đế của nó là 38. Rồi, 38. Cái này có bán lẻ rồi không anh Đông? Dạ, cái này mình tạm thời thì mình cứ báo giá nguyên lô đi. Dạ. Rồi nếu quý cô chú nào mình không có điều kiện mình mua được hết nguyên lô thì mình mua lẻ thì gọi điện thì mình báo giá từng cây một. Rồi, ok. Tiếp theo nè, mã số 4 nha. Một cốt luôn, xương tàn đẹp hết. Đây. Ngày em đem về xuống lá là chơi Tết nha nè. Mai Tết nha. Trong vườn mình thuần chậu vậy là nhiều cây không anh Đông? Còn vài chục cây nữa anh. À, vài chục cây ha. Anh em nào muốn mua số lượng nhiều anh em, anh bán giá sỉ lên nữa anh em ơi. Tới vườn mình tham quan nha. Mua nhiều càng nhiều càng rẻ. Dạ, gồm đo hoành cái cây số 4 này còn nhiêu anh Đông? 35 hoành ấy. Rồi. 36 là tính 35 này. 35 hoành, 36 hoành nha. Đó. Tính 35 thôi. Đây, củ đế ra hết này. Dạ. Có vài triệu cây anh em ơi. Bán thanh lý cho rộng vườn đó. Đầu năm nhập hàng mới về. Dạ, thuần chậu thì rất là nhiều thuận tiện anh em. Mã số 4 nha. Rồi quay hết trên 5 năm cây này cái đầu anh báo giá một cái cho anh em chốt. Tiếp theo mã số 5 anh em ơi. Đây. Lô này 5 cây này cây nào cũng như cây đó vậy nè. Đẹp hết, tàn tròn. Một cốt lắc lượng. Bào đế đẹp cho anh em chơi luôn. Rồi mình đo cái hoành luôn anh Đông ơi. Nè. Tròn hơn đế cũ không? Đẹp à? Vừa cũ mà vừa đế xấu rồi nữa nha. Đo xương xương xem. 35 hoành. Rồi 35. Hoành trên 30 hết.
sát cổ đế là 39 đúng không anh? Rồi, sát cổ đế 39. Đẹp nha nè, cũ nó bè ra nè. Cái này môi ra nó có đế nhiều lắm nha. Lắp lại hết. Cái này mã số 5 nha nè. Sạch đẹp. Mà dây cắt cổ tàn cho nó tròn nha nè. Đây nó thuần nữa nên nó trồng thả luôn. Rồi tiếp theo nè em ơi, mã số 6 nha nè. Một cốt tàn thông, cũ đế đẹp. Mình đo cái số 6 luôn đông ơi. Anh em coi đế nè, nắm mấy giờ nhẹ mấy con cỏ ra cho anh em coi đế. Lôn luôn. 32 hoành. Rồi 32 hoành nha. Cây này quá trời đồ đế nè. Đế nó luôn. Đẹp quá, đều quá chân luôn. Nhỏ mà có vỏ nha. Bông là bao bông đẹp cho anh em chơi luôn hả anh Đông? Dạ đúng rồi, bông 59 cắn. Rồi mã số 6 nha nè. Rồi tiếp theo số 7 phía này nè em ơi. Số 7 là cây cuối cùng mà nó bự lắm anh em. Rất là to nha. Cây số 7 này cao khoảng nhiêu anh Đông? Cao cây này trên 3 mét ạ. À? Vượt trội luôn anh. Dạ, cây này lớn. Rồi 3 mét, ngang cũng tầm khoảng 3 mét mấy nha nè. Mình đo hoành luôn anh Đông ơi. Bán solo nha nè. 41 hoành nha. 41 hoành. Dạ. Rồi mặt bên đây luôn. Trong vườn này thì thấy loại này anh Thuần chậu nhiều nha nè. Rất là nhiều. Quay mẫu trước 5 cây. Rồi nè em cần số lượng anh em nào mà ấy đó, cứ liên hệ ảnh đi. Để mình trao đổi rồi mình tới vườn mình xem. Đem gì chơi Tết đó nè. Rồi năm cái lô này là mình chốt giá nhiêu anh Đông? Cái lô này mình chốt giá là 30 triệu. Nếu mà quý anh chị mình lấy hết 5 cây này thì mình lấy là giá là 30 triệu. Là mình có hỗ trợ ship không anh? Thì mình có hỗ trợ ship. Nhưng mà ship là 100 km. Tại vì cái này vận chuyển thứ nhất là lặng, thứ hai nữa là mất tốn nhiều công. Dạ, định bán cái giá quá sát rồi anh? Sát giá lắm rồi. Đó rồi. Nên mình mới nói với khách hàng là nếu mà quý anh chị mình nếu mà lấy hết 5 cây này ấy, thì một là mình sẽ tặng cho cái chúng mình một cái bia Tết thôi, chứ còn không tương ứng với giá nữa. Thứ hai đó thì sẽ có một cái cây này đó, nếu mà cái chúng mình không có bia thì mình sẽ tặng một cây này luôn. Rồi như là để tri ân cho cái kỳ Tết cuối năm á. Rồi cho cái chú mình chơi Tết luôn cho nó bổ sung, cho nó may mắn. Rồi cái này cái tặng nha em, nếu chốt được lô là tặng hả anh? Cái cây này thì mình cũng gọi là làm thương thương cho quý cô chú mình xem thôi, chứ không quan trọng gì về đế, về đám hay tất cả các thứ nha. Dạ. Để chơi Tết, trưng Tết hoặc là mình cho tặng ai đó thì cũng được nữa, khoảng 30. Đó, rồi 30 đó. Thay vì lấy một thùng bia thì lấy cái cây này cũng được nha. Đúng rồi. Đó, vậy đó. Lấy thùng bia lẩu lấy cái này ngon hơn đây. Cái này rồi tùy theo anh em thôi. Khoảng 1,5 m, 1,7 m gì đó. Chiều cao thì 2 m. Rồi, điều kiện anh em chốt cả 5 cây anh em, anh tặng cây này, không thôi anh em không lấy cây, anh tặng anh em thùng bia. Hỗ trợ xếp nhưng mà xếp 100 km thôi nha anh em. Không có xếp nhiều nha. Tại vì anh bán sát giá rồi, tính ra có 6 triệu một cây anh em ơi. 5 cây 5 x 6 30, có 6 triệu à. Toàn bộ nãy mà ảnh có đo hoành hết nha, hơn 30 hết, 35, 36. Có một cây 4 mấy hoành luôn nha anh em. Mà đặc biệt thần chậu nữa. Rồi xem hợp nhãn liên hệ anh Đông nha anh em để mình chốt cái lô này. Rồi tiếp theo anh em ơi. Cái này tính mã số 8 nha anh em. Cây mai lớn nhất trong vườn của anh Đông anh em ơi. Đây một cây tán dụ nè, tàn thiên nhiên nha. Cây này nó lạ lạ nè. Từ xưa giờ nói chung là chưa chỉnh sửa, nhưng mà cái bộ tàn nó đang làm như cái này nè, như cái bành mạnh cho nên nè. Nó đang nhà nó quấn chằng chịt nhau nha. Toàn bộ là tự nhiên nha. Nè. Đúng phơm tán dụ luôn, một cốt đi lên. Đây có cốt chủ lên nè, dựng lên nè. Thẳng lên nha. Cái cây này chiều cao nó khoảng nhiêu vậy anh Đông? Chiều cao khoảng trên 5 mét đây, gần rồi. 6 mét ha. Còn tán ngang đó anh? Tán ngang thì cái này khoảng 6 mét thôi. Rồi, 6 mét luôn. Cái này lúc xưa nó nằm đất là nó tạng lớn dữ không anh Đông? 10 mét. 10 mét, giờ mình cắt gọn lấy anh. Dạ, cái hôm mà em vận chuyển về là bị tiền phạt công an, phạt là hết 10 mấy triệu. Dạ. Là lúc ấy là đi là cái xe cẩu, cẩu lớn đó, mà đi mỗi bên dư ra khoảng chừng gần 2 mét nữa. Dạ. Cái tàn nó sạc ngang. Dạ. Ông chủ nhà này tư vấn là cây là trồng lúc từ nhỏ, là cây này đến tính tuổi là khoảng chừng 40 mấy tuổi thôi, nhưng mà ngược lại là không bao giờ có một cọng kẽ nào được đáp thôi đó, tay nó tự nó kéo ra rồi là nó tự đan với nhau. Đây nếu mà người ta sửa thì sẽ không bao giờ để đan tối tay như này, nhưng mà đây cái này nó đan, nhưng mà tự nhiên nó tạo thành cái rất là đẹp, nó múa rất là đẹp đó. Đây quay kỹ cho anh em xem nè anh em ơi, cái này anh em tới anh em xem mới rõ hơn nè. Cây nó lạ nha,
không có tác động gì mình con người mình vô nè, toàn bộ là tự nhiên hết nha. Nó ra cái nó múa đang nhau chằng chịt nhau nè, nói chung nhìn không biết cành nào ra mà đầu đây không biết vô nè, phải lần từ nhánh nhánh nó mới vô mới biết luôn nè, từ cốt chủ đâm ra nha. Mặt bông cái này khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Đông? Dạ bông thì bông này mai nguyên thủy, mai xưa thì nó chỉ từ 5 tới 7 cánh thôi. Nếu dạ. Sung thì được 7 cánh, còn không cứ bình quân là cứ 5 cánh đều. Rồi. Dạ. Nó trùm không anh Đông? Trùm, thơm mà nó nói chung là được cái là nó vàng vàng đậm lắm. Vàng đậm lắm. Rồi, cây riêng nha anh em, 5 đến 7 cánh nha. À 40 năm tuổi ha anh Đông, hay hơn không anh Đông? 45 năm. Tại vì con gái của ông lúc mà được có 1-2 tuổi là ông bà ra riêng là ra đó là trồng cái cây mai con này. Bây giờ có cháu ngoại 21 tuổi rồi. Dạ. Rồi 45 năm anh em. Đây bộ đế nè. Cộng đồng lấy chất nha. Nó không phải nôm đều nhưng mà nó ra nó bỏ ra nó cách cái phản nhưng mà nó đẹp đế không đấy, to không em. Chất lượng lắm. Nhìn nó đập cây. Dạ, nó mình đo cái hoành có phải nhiêu đâu. Dạ. Cây thì liền lạc hết nha nè. Bốn mặt như nhau hết. Nhìn nó có tạo nó cái cổ thụ. Nó có cái dáng cổ thụ. 72 hoành anh ạ. Rồi, 72 hoành nha. Bao đo lại đó. Rồi, bao đo cho anh em luôn. Đo trên cao luôn. Chắc luôn hay đồng đo thoát thân là phải như anh đâu. Tới cái cạnh luôn đâu. Tới đây nha. Rồi. Tới đây là 95 anh ạ. Rồi, 95 gần mét nha, cho anh em lượng anh em chốt được cây đó. Đặng nhà xây cái bồn sẵn rồi anh xếp tới. Này anh em lên bồn cao đẹp đi anh em. Tán dù nha. Ở dưới đây đậu xe cộ bạn uống trà. Nhậu nhẹt bình thường anh em ơi. Đó, giống xe này đậu này. Đó, xa cho anh em xem nè. Xe hơi đậu bên dưới luôn, thoải mái đi là thoải mái luôn. Không sợ đụng. Rồi mình cho mức giá để khán giả sở hữu cây mai cổ thụ này anh Đông. Thì cái cây này thì mình cũng giao lưu là 299 triệu. Nếu mà mình bán tại vườn. Không có ship. Rồi, nếu mà ship thì thương lượng ha anh. Mà cần ship thì mình sẽ rồi, rồi ok 299 triệu anh em ơi. Anh bán tại vườn nha.